Ngày 25 tháng 8, thế giới đã chứng kiến màn trình diễn đầy dũng cảm và bất ngờ khi bà Maris Bailey, một phụ nữ 102 tuổi, đến từ ngôi làng Bethnal Green ở phía đông vùng England, nước Anh, đã thực hiện cú nhảy ngoại mục từ độ cao hơn 2.100 mét. Với đôi mắt nhắm chặt, bà cụ đã vượt qua nỗi sợ hãi và hoàn thành thử thách đầy can đảm này. Bà hy vọng đây sẽ trở thành động lực khuyến khích các nhà cao tuổi làm những điều mình yêu thích, mà không lo ngại tuổi tác. Đây không phải là lần đầu tiên mà bà cụ khiến mọi người kinh ngạc. 2 năm về trước, nhân dịp sinh nhật lần thứ 100, bà đã thử thách bản thân mình bằng cách lái một chiếc Ferrari với tốc độ chóng mặt 210 km/h trên đường đua Silverstone nổi tiếng. Lần này, với cú nhảy được thực hiện với sự hỗ trợ của một trợ lý, bà Bailey một lần nữa khẳng định tinh thần trẻ trung và sự nhiệt huyết cháy bỏng trong trái tim của mình. Hành động của bà đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên khắp thế giới, đặc biệt là những người cao tuổi. Thưa quý vị, năng lượng mặt trời là nguồn... Cho em đang nhìn cửa dưới. Toàn cầu nhé. Thưa quý vị, năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng tái tạo, không cạn kiệt và đồng thời giúp tiết kiệm chi phí tiền điện cho các hộ gia đình. Và nhìn rộng ra, nó còn giúp giảm lượng khí thải carbon gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu. Và chính vì vậy mà xu hướng đầu tư điện mặt trời mái nhà từ pin năng lượng mặt trời đang ngày càng phát triển, không chỉ ở miền Nam nhiều nắng mà còn ở cả miền Bắc, nơi vốn được coi là thời tiết không thuận lợi do có nhiều mây. Và tại tỉnh Phú Thọ, những năm gần đây thì nhiều người dân và doanh nghiệp đã lựa chọn lắp đặt điện áp mái để tự sản xuất, tự tiêu dùng. 6 năm trước, gia đình ông Nguyễn Gia Khảm đầu tư hơn 70 triệu đồng lắp hệ thống điện áp mái. Hệ thống điện này có công suất 3 kW với 9 tấm pin thu năng lượng mặt trời. Hiện các đồ dùng sinh hoạt chạy bằng điện trong nhà, ban ngày hoàn toàn sử dụng bằng điện áp mái. Ông cho biết, trước đây nếu chưa sử dụng điện năng lượng mặt trời, mỗi tháng gia đình phải trả gần 1,5 triệu đồng tiền điện. Bây giờ hóa đơn tiền điện mỗi tháng khoảng 700.000 đồng, bằng giá điện áp mái mà ông bán lại cho ngành điện. Rất là thoải mái, như là điều hòa này, rồi là bếp từ này, rồi là tủ lạnh, tủ đông, các cái thiết bị về phục vụ cho gia đình. Dùng không hết thì nhà tôi lại bán lại cho nhà điện. Thế thì tôi cho rằng là giữa cái thời kỳ mà tôi chưa lắp với lại thời kỳ tôi đã xong rồi lắp thì nó giảm sẽ được khoảng 50%. Điện mặt trời mái nhà là một phần trong chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 của chính phủ. Mục tiêu khuyến khích người dân, doanh nghiệp lắp đặt điện mặt trời phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Đến nay, thành phố Việt Trì có 110 khách hàng sử dụng điện áp mái với công suất hơn 800 kW. Điện năng phát lên lưới trong năm đạt 360.000 kWh. Việc lắp đặt hệ thống năng lượng điện mặt trời sẽ tiết kiệm chi phí điện năng cho người sử dụng, giảm gánh nặng cho ngành điện, nhất là mùa nắng nóng và giảm ô nhiễm môi trường, chống biến đổi khí hậu. Đối với những nhóm khách hàng khác nhau thì chúng tôi có những hình thức tuyên truyền khác nhau. Như khách hàng sinh hoạt thì chúng tôi có lồng ghép vào các chương trình gia đình tiết kiệm điện. Đối với các cơ quan sản xuất, kinh doanh cũng như là các cơ quan hành chính sự nghiệp thì hàng năm và trước mùa nắng nóng chúng tôi đều tổ chức những cái hội nghị khách hàng sử dụng điện. Thì qua đó chúng tôi cũng có lồng ghép vào những việc mà gọi là giới thiệu về cái hiệu quả của điện mặt trời mái nhà để cho khách hàng biết và cũng sử dụng những cái hệ thống điện mặt trời mái nhà này. Nhằm phát triển điện mặt trời mái nhà với mục đích tự sản tự tiêu, Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương xây dựng dự thảo nghị định phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà dân. Theo dự thảo, loại điện này không nối lưới sẽ được phát triển không giới hạn. Tổ chức cá nhân được khuyến khích lắp hệ thống lưu trữ để chủ động dùng trong sản xuất, kinh doanh. Trường hợp nguồn này đấu nối với lưới điện, người dân chọn phát điện dư thừa vào hệ thống sẽ được nhà nước ghi nhận sản lượng nhưng không thanh toán. Phát triển điện mặt trời mái nhà thì giúp giải quyết phần nào cái vấn đề khó khăn về lưới, bởi vì nó là sản xuất tại chỗ, tiêu dùng tại chỗ, tận dụng cái nguồn tài nguyên, đảm bảo cho an ninh năng lượng, huy động được nguồn vốn trong dân. Và như vậy thì cũng giảm cái lượng điện tiêu thụ hàng tháng của hộ gia đình nếu họ có lắp mái. Và điều này nó cũng tương ứng đối với các cái cơ sở kinh doanh. Điện mặt trời áp mái là nguồn năng lượng xanh, tiềm năng và đầy hứa hẹn cho Việt Nam. Việc phát triển và ứng dụng rộng rãi điện mặt trời áp mái sẽ góp phần xây dựng một tương lai năng lượng bền vững,
bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam. Thưa quý vị, đêm 22 tháng 8, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn Hà Nội đã tiếp nhận một bệnh nhân 32 tuổi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, thế nhưng do tình trạng quá nặng, bệnh nhân đã không qua khỏi. Nhưng đứng trước nỗi đau mất mát, thì gia đình bệnh nhân đã đưa ra một quyết định dũng cảm và đầy nhân văn khi quyết định hiến tạng của người thân để mang lại sự sống cho những người khác. Và cũng nhờ nguồn tạng được hiến rất quý giá này, nhiều cuộc đời khác đã được hồi sinh. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. 6 năm nay, một tuần bệnh nhân này phải chạy thận 3 lần. Do suy thận giai đoạn cuối nên ghép thận là phương án cuối cùng để ông có thể sống. Nằm trong danh sách chờ ghép thận đã 3 năm. Có lúc ông đã tuyệt vọng. Tuy nhiên nhờ nguồn tạng hiến của người cho chết não, ông đã được ghép thận sau bao năm chờ đợi. Tôi rất là cảm ơn gia đình người hiến đại cho tôi và rất biết ơn sâu sắc. Và lúc tôi còn bước sang cuộc đời tôi, bước sang trang cuối. Trước khi ghép thận thì các bệnh nhân đã suy thận nhiều năm rồi và đã được điều trị bảo tồn. Sau đó thì chuyển sang giai đoạn suy thận giai đoạn cuối, cần phải điều trị thay thế thận suy. Nếu không điều trị thay thế thận suy thì chắc chắn là bệnh nhân sẽ tử vong. Không chỉ có bệnh nhân trên, nhờ nguồn tạng hiến của người cho chết não, một bệnh nhân khác cũng đã được ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn. Gan được ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trái tim của người hiến cũng được vận chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh ngay trong đêm. Và hai giác mạc đã được ghép cho hai bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bệnh viện Sanh Pôn thì đã bắt đầu ghép thận từ người hiến sống từ năm 2013. Tuy nhiên thì đây là lần đầu tiên Bệnh viện Sanh Pôn thực hiện kỹ thuật ghép thận từ người hiến chết não. Và đây là cái kỹ thuật mà lần đầu tiên thực hiện bệnh viện. Chúng tôi cũng đã được đào tạo, cũng được học, rất chuẩn bị rất là chu đáo hơn một năm nay. Tuy nhiên thì để bước vào ghép thận thì bản thân bệnh nhân cũng như là các nhân viên cũng rất là hồi hộp và lo lắng. Trước đó vào đêm 22 tháng 8, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn đã tiếp nhận một bệnh nhân 32 tuổi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trước tình trạng của bệnh nhân, các bác sĩ quyết định chuyển ngay bệnh nhân vào phòng mổ để tiến hành các can thiệp cần thiết vào rạng sáng ngày 23 tháng 8. Tuy nhiên bất chấp mọi nỗ lực, tình trạng của bệnh nhân tiếp tục xấu đi, dẫn đến việc chuyển sang phòng hồi sức ngoại. Đến 3 giờ sáng, các bác sĩ đã tiến hành đánh giá lâm sàng và nghi ngờ bệnh nhân đã chết não. Sau 3 lần kiểm tra kỹ lưỡng và chi tiết bởi các chuyên gia đầu ngành, kết quả cuối cùng đã khẳng định rằng bệnh nhân không thể qua khỏi. Đứng trước nỗi đau mất mát to lớn, nhưng gia đình bệnh nhân đã đưa ra một quyết định dũng cảm và đầy nhân văn là hiến tạng của người thân để mang lại sự sống cho những người khác. Nhờ nghĩa cử này, nhiều cuộc đời khác đã được hồi sinh. Là một người bác sĩ khi mà điều trị cho bệnh nhân chỉ mong được là bệnh nhân thành công. Và khi mà cuộc ghép thận mà thành công, thực sự là chúng tôi nhìn thấy những giọt nước tiểu đầu tiên xuất hiện, chúng tôi cũng vỡ òa trong cảm xúc rất là hạnh phúc. Và chúng tôi cũng biết ơn người hiến thận và gia đình cũng đã tạo điều kiện cho các bệnh nhân suy thận mãn của chúng tôi có một cái cơ hội sống, để cho bệnh nhân hòa nhập vào cuộc sống và để nâng cao cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Đây là bước ngoặt trong hoạt động chuyên môn của bệnh viện, đồng thời cũng khẳng định hiệu quả sự hợp tác chuyên môn giữa Bệnh viện Sanh Pôn với Bệnh viện Việt Đức và các bệnh viện khác trong cả nước. Đây cũng là tiền đề quan trọng cho việc triển khai thêm nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật mới tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn theo đúng chiến lược của bệnh viện, đó là chiến lược 1-2-3, trong đó số 1 là người bệnh là người thân, số 2 là truyền thống trăm năm tiên phong công nghệ, và số 3 là bao trụ cột chuyên môn cao, dịch vụ tốt và văn hóa Hà Nội trong công tác khám chữa bệnh. Đại diện Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cũng cho biết bệnh viện đã thực hiện ghép thận từ năm 2013, nhưng đây là lần đầu tiên bệnh viện lấy và ghép tạng từ người hiến chết não.